Xin chào quý vị các bạn, hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu bạn video thay mic của điện thoại Wico Bloom. Khi khách hàng gặp các sự cố liên quan đến mic đàm thoại của điện thoại Wico Bloom, mic chập chờn, mic rè, mic nói lúc được lúc không, mic bị ú, nói người khác bên đầu dây bên kia không nghe thấy, quý hàng có thể qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn trên toàn quốc để thay mic mới chính hãng với giá cực kỳ hấp dẫn. Mọi thông tin về sản phẩm, khách hàng vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466750999 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ sửa chữa điện thoại Wico Bloom nói riêng và tất cả dòng điện thoại Wico nói chung với giá cực kỳ hấp dẫn. Nơi cung cấp cho các bạn tất cả những linh phụ kiện liên quan đến điện thoại Wico chính hãng với giá cực kỳ hấp dẫn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.